Xin chào toàn thể anh em nhé. Mới lau chùi được hai cặp loa Sony này, em giới thiệu luôn cho anh em. Đấy, hai cặp này bass 12 cm, đánh rất là phê. Bass tét tách bạch. Đấy. Cặp này thì 650. Cặp này 600. Cặp này đẹp lắm. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Con này bass lõm nhá, gân vải. Màng của nó bằng vật liệu gì đeo không biết nhưng mà cứng lắm và không bám bụi. Còn con này thì màng giấy, gân vải. Đấy. Mạ chrome cực kỳ bóng bẩy và đẹp nhá. Mấy chục năm rồi mà vẫn bóng bẩy và đẹp này. Đấy. Củ bọn này từ kép hết, từ kép hết. Rất là gấu. Xương của nó xương 7 màu. Em tháo nhiều dòng này rồi. Hai chiếc. Đây để em quay lên sao cho anh em xem là sao, khá là đẹp này. Đấy, đẹp hết nhá, không có sứt mẻ chỗ nào, chung là đẹp xuất sắc. Nó không được 100% đâu, nó chỉ được khoảng 96-97% thôi, vì dùng qua 5 tháng thì nó cũng phải hao mòn đi một chút chứ nó không thể nguyên bản như một vừa xuất xưởng được. Còn đâu zin là zin 100% hết nhá, loài mà chưa bung ốc luôn. Anh em ghép nghe mọi loại nhạc. Bát của nó bát 12 cm đường kính nhé. Đấy, rất là đẹp. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện nhé. Chào anh em.